Ngày mới Hai Sướng xin chào cô chú anh chị các bạn. Hôm nay mẹ Hai Sướng với bà ngoại sẽ gấu bánh ít nhưng dừa với sầu riêng. Mình mời cô chú anh chị các bạn cùng xem clip nhé. Nói cái đồ dẻ mày mày dịnh nữa đó để nói năm đâu cái sầu riêng dễ thương hả? Tại nó chín rồi, chín rồi này, thơm phức luôn. Ừ, mình lấy hai muối mình trộn vô nhân bánh ít, nhân dừa sầu riêng thơm lắm ạ. Hai muối thơm, thêm muối nữa đi. Muối nhiều quá. Còn học nữa. Còn bên này nữa nè. Còn bên nữa. Thôi ăn này đi rồi ha ha ha. Thu tiếp. Mời cả nhà ăn sầu riêng với mình nha. Nó ngọt. Sầu riêng ngon thiệt. Ngọt nó không có bị nhẫn. Mình chắc ghi sáo. Mình ghi sáo. Ghi sáo, vỏ mỏng hết không? Mình nhúm lửa. Xào nhân bánh ít. Này dừa với đường bây giờ mình ướp nó cũng tan rồi hết rồi, giờ mình xào. Xào cho này cho nó tới, nó dứt dứt nó tới mình mới để đậu vô với để sầu riêng vô. Sầu riêng đậu phộng. Nhân dừa có sầu riêng là thôi ngon. Quá ngon. Quá ngon luôn. Rồi mình nhắc ra để cho cái nguồn nguyên tí nữa, mình để đậu phộng để sầu riêng vô. Mình để sầu riêng vô. Trộn lên. Nó thơm lắm. Nó còn nóng thì trộn vô nữa. Nó thơm. Mình để đậu phộng vô. Đậu phộng nhiều nó thơm, thơm mùi đậu phộng.
nếp bạch nếp thang mình để riêng. Mình làm 1,5 kg bột, 3 bạch, 1 kg nếp thái, nửa tí nếp thang. Thang màu nó không đậm không ha? Rồi, không đậm không. Chắc hồi mình nhồi bột nó mới là đậm. Nếp thang cái màu chứ mình hấp nó lên màu nó không có đậm không. Chứ nó chưa từ từ. Cái nhờ màu trắng nhấp thang cái màu ngộ vậy má hả? Nhấp thang cái màu gì ngộ ngộ quá à. Cái gì nhấp thang cái màu nó vậy đó chị vậy? Nhấp thang kỳ cục chứ, thang người ta đang thui à. Nó đen, nó đen tiếp. Đen tím này nó đen, nó ngà ngà giống màu sô cô la quá. Màu sô cô la. Nếp thang màu sô cô la, giống màu sô cô la quá. Nếp này nếp thang. Để mình mua thử mình làm thử coi nó ra sao. Chỉ không người dẻo ngon lắm. Mới làm bự bự. Cái lùng này cũng có hai loại mà, cái loại lá nhỏ nữa mà. Gió nó mát. Mình cho nhân bự bự đi, cái bột này nó lạc. Bột này mẹ có dặn tí xíu muối thôi. Với dừng cái nhân mình là dư sức luôn, nhóc luôn. Nhân bự. Có hai cái dừa mà làm một chảo hết càng nhiều luôn. Nhân thơm ngon quá, có sầu riêng nó thơm. Có sầu riêng vô là thơm. Quá thơm luôn. Một lạc nhờ cục nhân. Giờ ngoại gọt lá chuối chuẩn bị mình gấu bánh. Lá chuối phơi sáng giờ cũng héo mà. Nó được bao nhiêu viên rồi? Mẹ chưa biết nhiêu nữa. Không có biết mà. Mình làm cỡ 50 viên đó. 1,5 kg bột làm tới 50 viên. Làm cái bánh bự bự. Chờ mưa tao ôm vô hết á. Nó chưa được tháng mà mưa rồi ôm vô rồi thôi nắng lại rồi không ôm ra. Thấy nó cũng héo rồi thôi. Cái lùng mới này nó héo nó cuốn lại trơn cuốn trơn nhưng
nhanh dữ vậy trời. Mới cái luồng phải dằn mới được. Bẻ vô mà bị sắp, sắp từ sắp từ sắp sắp cho nó gọn mới được cái dằn lên. Thôi nó cuốn hết trơn. Kìa, dây nó kheo nữa kìa. Cái bò, cái bò, cái bò, cái bò, cái bò, quá chừng luôn rồi. Nắng gió bị mau cuốn rồi. Giờ chỉ ngơ đèn thui hết trơn luôn à. Mà ngoại có bánh mưa lớn quá. Gió luôn nha. Tấm như cái quặng vậy đó. Rồi tấm lại. Bốn góc vô. Ừ, chính xác. Hay quá. Rồi xong rồi đó. Ở trước quay trang vậy đó. Kéo cái đầu cho nó nhọn nhọn lên đi. Bốn cái đầu cho nó nhọn nhọn đó. Rút qua. Rồi, rút qua. Đó. Vậy nè. Xếp từ từ vậy nè. Xếp cái bài vậy đó. Chưa, chưa. Xếp hai phải chạm lần. Hai lần cũng được đó. Rồi, hai lần, hai lần đây. Bên đây cũng vậy luôn. Không hả? Chưa, chưa không có phụ không lẻ cái góc cho nó. Lẻ cho nó bén bén ra nó mới. Nó gói rồi ta, nó gói. Tay nó gói rồi đó. Bớt tôi cho cái đầu nó nhọn nhọn nè, con bớt cái đầu nó lại vậy nè, đầu nhọn nhọn á, cho cái sống mũi nó cao giống như sống mũi con vậy đó. Trời ơi, sống mũi nó sực lép nó cao gì. Rồi xong rồi vậy nè, con vú cho nó béo hơn vậy nè đó. Nó ba là lạnh á, không xong rồi. Giúp bả vô cái bạc đi cho nó khỏi mà ấy gì đó, nó không cởi đâu. Vô rồi. Bung gà.
một con trắng chắc bị hết thôi mà. Giờ Ba Trung sẽ nhúng lửa lần để mình bắt nước lên cho nóng, mình hấp cho nó mau chín. Thì bữa nay mưa dai quá trời, dai mưa nữa rồi. Này, mưa dai ghê luôn. Cái nào chích bơm à? Mẹ với bà ngoại đó còn vài cái nữa là xong rồi. Đang đó cái nào nhíp than thôi. Nhíp than là có râu làm dấu. Giờ mình còn một cái nữa là xong. Một cái màu nhíp than. Cuốn câu Trung ơi. Hả? Cuốn câu. Dẹp, dẹp đồ á. Chín đều mình chín này rồi mình ra nóng hổi này để cho nó nguội mới ngon. Ít rồi. Cái màu tím. Cái này là nhíp than. Nhíp than. Cuối cùng nhíp than được 20 cái. Trời muốn bung quá. Nó xúc. Mình gói lại. Rồi mời cả nhà ăn bánh ít với mình nha. Đây mình thèm bánh ít quá, gói bánh ít. Cũng lâu rồi mình không ăn bánh ít. Này màu trắng. À, mình mời cô chú anh chị các bạn cùng ăn bánh với mình của mình nha. Cái đó là ít cho đó. Nhíp than. Cái này là nhíp than à. Dính.
con chung màu trắng à? Mà cả nhà ăn con nít màu trắng. Nít hàng. Được 5 mấy cái hả mà? Nít hàng nhiều chứ. Mình làm bằng một chợ, một chợ. 5 mấy cái mà? 5 3 cái hả? 1 kg rưỡi bột được 55 cái. 55 à. Mà mẹ với bà ngoại làm vừa chiến luôn, mẹ nắng được 55 viên. Bà ngoại nắng cũng vừa đủ luôn, vừa đủ bột luôn, không có dư luôn. Này nếp than. Nếp than. Nếp than dẻo dữ không? Nhưng có để sầu riêng vô thơm quá. Thơm phức luôn. Nhờ gán, nhờ mềm luôn. Cái gì hết cánh thề. Nhờ nó dặn nó lắc nước. Rồi sợi đi đâu xanh. Mới lắc nước. Nước ăn nó mềm quá ngon. Thơm cũng dẻo ngon luôn. Xào nhân cái để một miếng nữa dẻo ngon. Ôi trời ơi. Này ngon không? Không có thể bột vô nó dẻo. Nếu một miếng thì nó ngon dẻo. Thôi một trắng còn tí. Ngon lắm. Thôi là mình nước thang. Thôi, mèo khè. Xè xè xè. Dữ lắm đâu nè. Có là chọc không được. Cái bột nó, lúc mà mình nhồi nó, cái màu nó khác. Chín là cái màu đậm hơn. Ừ, chín màu đậm hơn. Màu cái màu sô-cô-la. Sô-cô-la. Cho cảm nghĩ. Cảm nghĩ 5 phút. Cảm nghĩ gì? Ăn cái màu trắng nó tăng lên. Ăn người ăn với hai cái màu trắng với cái màu nhức than có nặng không ha? Con nhức nặng không ha? Màu nhức than nó không bột lắm. Tại vì nửa ký bột mà mình làm được tới 20 cái. Một cái này một ký kia được 35 cái. Cái nhức trắng thì được 35 cái. Mà ở nhà miếng khôm. Miếng thơm. Khôm. Miếng gì chín. Chín mẹ khôm. Chị cái thờ là nó chị khờ. Đớp cũng là thờ khôm. Thờ nó chị khờ. Ăn thêm một cái màu trắng nữa. Cái hành bó. Cho bột nào ngon hơn. Qua con sợ nó dính hết sức dính nè. Ăn cá hấp xỉa này luôn. Hồi nãy mà ăn màu gì rồi? Màu trắng hả? Mình chấm muối ớt.
cái thơm mình nước có nhiều nước nhiều chứ khóm à. Hai Sướng xin kết thúc clip này cô chú anh chị các bạn. Mình hẹn cô chú anh chị các bạn theo của Hai Sướng nha.